Cá gì cho lắm. Mẹ cá tôi. Ghê hả? Quá trời hồi chiều. Bây giờ mời ông bà cũng có anh chị em ăn cơm với nhau. Hello, xin chào ông bà cô chú đã trở lại kênh của lớp khác em bà chú. Gỗ một phát đi ra. À, mà xuống mương dưới nhung lớn nó đi qua bên kia nó lấy đồ nha ông bà chú, chút xíu nó qua đi mò cá kiếm cá chịu ông bảo chú ơi. Mà mời ông bảo chú theo mình đi xuống đây. Phát mến chào bà con chú đã trở lại kênh của nhung lớn vlog nha. Ở bên này gũ bà tám với mấy nhung lớn đi mò mớ cá nè, không biết coi có thu hoạch khá gì không nữa nè bà tám ơi. Trời cái này còn là của chú ơi, quá trời luôn rồi. Cái này là đi hí đại bà tám ơi. Ôi ấm quá. Bên đây kiếm mớ cá chiều về ăn. Một xíu với nhung lớn sẽ lại nha cô chú. Cái này mình nhung lớn đi lấy đồ rồi. Lấy chìa khóa xe. Hàng có đại một cái luôn trời. Nước nó cạn. Ủa. Ủa còn gì trong này nè. Ôi. Ủa còn gì này, còn gì nè. Cái nhà có con gì trong này nè cả nhà. Bông súng này chú nữa nhỏ hai bông súng. Thầy Nguyên Phát cầm cho bà tám bà. Nhà thấy cái con trong này con gì chưa? Đưa ra cái cả nhà hú hồn luôn. Mày đất ơi có con gì nè. Cái đó bông súng đó mình nấu con chua rồi hết sảy luôn bà tám. Mình quấn hai con súng lại, mình lấy cái con này ra cho cả nhà xem. Mình thấy rồi đấy nha cả nhà. Đưa đây, đưa cái vô đây nè. Thấy con gì chưa? Đâu rồi? Ôi, ôi. Vô bánh cả nhà ơi, ở nhà. Em tiếp gì nè. Tôm con. Ừ, đã gì? Vô rồi bà tám ơi. Mẹ cái đầu bụi nó chín thì sao đâu quét bà tám. Có. Có gạch. Được con tôm nhỏ nha ông bà chú. Hên nữa. Coi còn nữa không? Bích cái đầu này lại nè. Cái đầu này xịn bích lại. Hết hồn nữa con tôm nữa mày trời. Ôi trời mát. Mát lột nón cả nhà ơi, chịu mưa tới chút xíu chắc chạy quá cả nhà. Ủa xanh kinh lắm rồi, hồi mà mưa này không qua, qua. Biết sao qua không? Tại vì gió chống chân rồi. Thấy vừa lấy giác này mới ra đó hả? Cái mẹ nhung lớn nó mới ra á, bà chú ơi. Chống chân chưa nhung, thấy chống chân chưa? Thấy chống rồi, mưa thấy gió lớn rồi.
Ơi đừng tôm nhỏ không? Chào mọi người chú. Nè, giờ đi đâu vậy lớn? Lấy đồ. Nhìn gì hoài. Trời, nãy giờ trong nhà không có sao. Ra ngoài đồng thì thấy sao không hả? Ờ kìa, trống trống rồi kìa ha. Ngon ngon. Thôi, nhưng mà chưa chắc đâu nha. Không, không. Thấy mua gốc hộp rồi đó. Chưa. Có gì mình lên cái trại đó mình trốn. Chết chết chết. Ôi, hàng lắm nha Nhung, ngồi kỹ kỹ nha, đựng tôm con. Dính rồi. Gì vậy? Tôm. Phải không? Mới nãy dính con. Wow! Hụ dính tôm cái nhà ơi. Đâu vô lớn. Nhỏ bé bé xinh xinh. Ủa, nhỏ xíu à, tôm này nhỏ xíu nãy này lượng con nhỏ xíu à. Ồ cả nhà ơi, gió tới dữ rồi. Ồ đó mưa dữ lắm rồi. Quá khứ rồi cô chú ơi. Đây nè. Ổn không? Quá, gió mạnh này quá chứ hả? Lùa ghê ghê vào luôn nguyên đám mây trên trời à. Thấy không ổn đâu nha. Chị ôi ơi, bữa nay mưa trời trời xanh mây chứ. Mấy cái này ngồi xuống sông. Trời chứ dễ gì, tôi nhìn trời mấy người khỏi lo. Ủa hồi mưa rồi đó là chạy. Ủa sợ. Ủa dính cơm ở nhà ơi. Mưa rồi nè. Mưa đồ mưa. Mưa rất hộp rồi nè. Mây nè, đã mây dính đầu nè. Trời thăm mây trắng. Ở đây à. Ở ngoài đồng quay clip trời mưa luôn bà chú. Này ơi quá trời lạnh rồi. Mà có tin không? Có tin bà Tám không? Không bao giờ mưa. Nó thiệt. Giờ có bà Tám. Bây giờ cá nhiều. Cá gì? Một chầu lẩu. Mẹ ghê bà đó. Ừ. Chầu lẩu nha. Nhớ nha. Hôm bữa hú hú một chậu chua chung. Nhìn nó kìa, ông bay như là cười tên bay. Dù. Ôi trời 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 trời. Ở đây hay nhiều quá ta. Sao thấy cá này thương ta. Trời mưa chốn cá chốn quá rồi. Ui. À dính nữa. Rồi bữa nay ăn rồi ăn không có thơm. Bạn ơi. Đừng con không à. Mà quên nói ừ. Bà Tám nó chiều qua ông mới thả xuống đó bà. Vậy. Chiều qua bị quá gặp ông mới thả mấy ký mấy chục ký xuống. Nay mình bắt hết trơn rồi. Dính con tôm ở nhà ơi. Sao mà tôm nhỏ không mà chẹn. Ui trời 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 trời. Chứ nó nhảy vô cái nhà. Nè. Cái nhà bộ chết. Ui trời trời trời. Trời ơi. Ủa cái nhà ơi. Chứ nó nhảy vô gì đâu á. Hên còn. Ôi biết rồi. Nữa. Ôi. Ê đâu trời. Cơm ở nhà ơi. Hôm nay nghe nghe xong đi một cá mà trời ơi trúng tôm không nghe nhà vô bắn này. Em ơi 100% chơi cho tới sáng. Trời bữa nay đó thấy không? Mình nói trời không mưa thương mình lắm không có sao đâu. Ủa bữa nay đi kiếm cá mà giờ không có thơm tích không à? Này coi cái này lạnh quá lạnh mà lắm ơi. Muốn không lạnh không hộp xuống hộp xuống. Đó. Thấy không? Thấy trời đẹp meo. À dính rồi dính rồi. À nó chui áo rồi. Trời. Cá cái gì vô lớp? Mẹ đá con. Ghê rồi hả? Ủa thả quay quay nằm xuống đây đi. Yeah.
biết chứ biết cái ông mà. Trăng trong lòng lạnh biết không? Không hiểm lạnh. Nếu chữ lạnh không ra. Chín không chưa lắm? Mẹ ơi, cá nhảy bà Tám ơi. Quá trời luôn. Ôi, nó kẹp, nó kẹp. Nè nhẹ hôi. Trời ơi, trời 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 trời. Búng bà trời 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 đó. Nè. Cháu là trời ơi. Gì á? Con gì, con gì? Con gì là con rồi? Ủa này có cái hàng. Trời ơi con gì nhức nhọt hả? À Vinh rồi. Gì á? Con tôm. Mẹ ngủ đâu tôm nhóc cho anh Tạng. Ăn lên tôm con. Tôm nhỏ luôn mà. Nó mới đẻ nó bự bự lớn. Hôm bữa thì mà tôm bự, bây giờ tôm này nó mới nở. Biết nó nở luôn, cái chuyện là tôm mới nở lắm. Nó nở về xíu, bây giờ nó bự lên một xíu. Tôm nữa cái nhà ơi. Ôi trời ơi, sao bữa nay tôm con không hả? Ôi, gì vậy Nhung? Ôi cá. Nãy giờ chơi giữa mấy cá bự bự không mà trời. Chạy theo bé này. Tôm này mà hồi lấy cái dừa bà ta. Cắt lỗ cái để tôm vô. Mẹ ngửi nó ngọt. Là khi khơi vậy trong đó. Trời trong xanh mái trắng luôn. Rồi đi về là héo rồi nha. Trời cái này gió quá, gió nó như có hơi mong bà cô chú không cảm nha. Quá trời luôn cô chú ơi. Mày không nuôi tôm nữa hả? Mua là nhún. Cái hang này cái trứng quá lâu cá, cô lâu kiếm một con cá nó chạy vô cũng cái trứng này nhún. Sao cái này nó bắt vô được nữa vậy? Bây giờ cái nhà được cái trứng cá lâu kiếm nè. Đây này nhung nhung đi nè.
Đâu? Đúng được cái nè, cái tay nhỏ không? Được cái trứng là tôi mới đụng cá luôn á. Đụng cá luôn á nha. Có bắt được không? Được thì mình bỏ cái trứng vô. Ôi, thấy không? Cái tay mình bự quá, mới không được, không biết luôn á. Thấy không? Thấy đụng cái đuôi luôn á. Trời ơi, mình đụng vô nó chạy bực bực bực, mà cái tay mình nó vô cái hang nó hơi nhỏ, mình bắt không tới. Bây giờ lạnh quá. Cái này lạnh lắm đấy nha. Ha, trời ơi, mưa nha, hồ mưa này cái chừng đấy nè. Đây hồ mưa đấy nè. Đây nè, cái đầu nè, được không? Được không? Thôi thả, thả nè, thả cái chứng vô cái hang nó lại nhung. Được không, được không? Mình thấy nó chạy vô luôn á. Mày ơi, cái này là mò không quá về được cô chú. Chiều trời mưa quá giờ vô luôn. Ăn mưa vào chú ơi. Nè, nước chấm. Nước chấm rau. Này hồi quậy các bạn đó. Quá trời hồi chiều mưa luôn cô chú ơi, nên quá mưa. Khác kêu bà Tám chứ bà Nhung lớn đi vô luôn, chạy nước chạy chấm. Không. Thôi giờ hồi nãy cái gấp mà hồi nãy là mình nói chuyện chỉ mưa, tưởng đâu không có mưa, bảo chú ai ngờ rồi hé đắp mưa về mình mất luôn luôn, với lại trời gầm quá trời, thôi mình tắt mình chạy về luôn nha bảo chú. Thôi giờ mình về mình luộc ăn, mình mời ông bà cô chú anh chị em vô ăn với mình ha, cho nó ngon, ngon cái này. Thôi giờ mời ông bà cô chú anh chị em con tôm ha. Trời ơi nó ngon quá. Nãy đi mưa quá mưa cái mình tính mà ở lại bự bầu chú quá thế dòng mình. Ngày ơi, bà chấm đi bà Tám, sôi sôi bà Tám. Mời ông bà con chú ăn con tôm nha. Thơm. Kèm miếng rau vô bà Tám, mày ngồi. Thôi chưa ăn để trước miếng thử thưởng thức rồi con tôm nó ngọt cái nào. Bà em lại đi miếng chút lên. Tôm đồng nó ngon quá ông bậu chú ơi. Đâu mà hên. Mò tàn là trúng tôm không. Bà hẳn lúc trước mình có mò mà ít nha, chỗ chí nè. Sao mà mò bữa nay chị chỉ mưa quá trời quá gì trúng bánh luôn. Tôm chấm rồi. Mở vào chú ăn tôm. Con bà có chú nha. Thịt ngọt đi. Cái ngọt cũng dai. Này ngồi cô gao luôn cô chú. Dễ gao chà bá luôn. Ăn gao mạnh mạnh vô rồi đó. Ăn gao với dưa leo đi, để tôm rồi được rồi. Để lại hả? Dưa giòn gấu luôn. Sao cho nó đông mà bữa nay hên cũng vậy ha. Tôm nhỏ không à? Cô hỏi mày mọc con bự. Hello. Tôm này không được bự không nha, không nha anh chị em. Nhỏ nhỏ mà. Ồ. Thôi giờ mời ông bà của chú anh chị em ăn con tôm nữa nha. Thịt mà cho mình mới mò ăn nó giòn xuống rồi. Nó dài chết rồi. Nó dài không, nó giòn cú rồi. Nó lộn mình chưa hay á. Nó sẽ ngon.
Ngọt ha. Cái này cà bắp. Này người coi này cô chú. Ngồi chiều gì mà nó nhóc hết trơn rồi đó. Quá trời. Mà mốt mình biết là mình trời mà chịu mưa đi mò hầm mà vô bánh cả nhà biết sao, mưa không biết cách sao mà tôm chạy vô dễ sợ. Có mình đi quá trời cũng mưa luôn. Ngon vui lắm. Phải nói là quá ngon. Này cái này bà Tám bên chấm gạo ra sâu sôi rồi đó. Bạn ơi. Tuyệt vời. Nhít gần. Nhung lộn cho phát coi, nhung để chảy miếng. Mẹ ơi trời, cái này cũng đang mưa lất gắt cô chú. Quá trời chiều giờ mưa luôn. Bão. Không. Lâu không trời không ghé gắt. Anh thấy. Mẹ ơi. Anh thấy có gà không? Gói miếng đi chung đó. Em gói cho. Mẹ ơi, con tôm xong rồi cô chú. Quá ngon. Thịt này nó chưa biết ăn, thấy là cầm đũa lên là biết nó dẻ rồi đó. Gạch cơm. Mẹ để vô đây. Gói lại. Này ngon rồi cô chú, à, chấm vô. Vừa vừa trời ơi. Mẹ ngồi gì nó mới đã rồi đó. Mạnh. Rồi, phải sao mà mình xuống miếng nha. Ngon như nét không? Nhức gân luôn. Đúng ngon. Quá trời ngon luôn cô chú. Nước chấm của bà ta bấy nhiêu lớn làm nữa. Nó thịt nó tôm mà mình mới mò lên ăn liền quá ngon luôn. Thịt nó ngọt ngay. Nó giòn mà nó giòn khú luôn đó. Mới mốt bà cô chú anh chị em thấy không, vừa trước á mình bẻ vô cắp chè mưa mình không có phiêu cho bà cô chú xem, chứ cái này mà luộc nước dừa nó ngọt hết sức ngọt cả nhà. Sao ngon đó? Mà nhung có cười. Ngon không tả nổi. Chưa đâu cái nhà. Nãy á, mình tính định bữa nay mình đi bọt cá. Chứ phải mà mình biết mà có tôm vậy ha, mình luộc trên đồng ăn luôn rồi. Mà ngặt cái mưa cũng ăn rồi. Mày hấp dẫn nhất là cái chén nước chấm này mà ta. Chấm quá ngon. Với tôm này. Mẹ ngồi của nè đây một dế luôn. Đi mò mà đói về ăn ngon quá cả nhà. Bây giờ mình ăn con nữa, mời bà chú ăn con nữa quá ngon. Cái gạch nó béo lắm cả nhà ơi. Nhức gan rồi đó. Nhức gan. Ăn này nhức gan quá phải rồi. Chắc mà phải chảy mò nữa. Mẹ ơi bà Tám lột rồi cô chú. Tôm sông của mình nó dễ khác luôn. Dễ khác luôn hả? Mẹ ơi bà Tám lớn gói cuốn nè. Chấm sâu vô như lắm. Ăn bộn bộn như vậy. Bà chú ăn thêm tôm nha.
Ngon. Ngon, khó cưỡng. Khó cưỡng nổi. Thôi mình chịu ăn ăn chặn ngoài vậy nè. Ăn thưởng thức cái miếng thịt nó khôm ha. Mà nó dai ha, mà nó giòn ha. Ngon lắm luôn. Trời cho quá ngon cả nhà. Lâu lâu không vậy, lâu lắm mình không mới ăn. Phải mình mà có điều kiện có cái chạy ở nhà sau lưng hè đó nha. Mình đi mò về mình nấu mời cả nhà ông bà cô chú ăn chung cho vui. Nó ăn cái chúng tôi hè cái chạy nó bị dột quá rồi. Bé mình đi mò không chứ ít có nấu cho bà cô chú ăn mời bà chú ăn. Chấm mềm quá. Bà Tám ăn rau như ăn tôm vậy. Ăn tôm mà ăn không rau đúng không? Nhờ có rau. Ngon vậy lắm. Vì leo quá chưa? Thôi mình về cái bếp đây nhưng mà đặng cho thằng Phát nó vô ăn chắc là nó đói lắm cả nhà. Gặp ăn chịu hết rồi. Nãy giờ coi bà Tám ăn xong rồi bà cô chú ơi. Giờ con với bà Tám xin dừng clip tại đây nha. Nếu bà cô chú thấy thương thôi với bà Tám thì nhớ đăng ký kênh, bấm like, nhấn chuông để có clip mới cho mọi túi xem nha. Còn giờ con với bà Tám xin cúp video nha. Bye bye bà cô chú. Bye bà cô chú nha.